bây giờ mình đang xếp đồ cái này vào đây này. Để hôm trước mình có một bạn tới đây, có một bạn đây mà bạn bút. Mình đang xếp đồ này để cho bạn ấy về nhà mình chơi. Đây là mình đang xếp nọ không mở cửa bộ nó bạn ấy chê mình lấy được. Bây giờ mình phải xếp xem không vừa không. Các bạn có thấy một tí nữa không? Nó còn cuối cùng đó là màu, cuối cùng là màu xanh. Hôm nay không có thì chúng ta sẽ đặt màu này vào. Đây là màu xanh một cây. Mình sẽ về quê rồi. Mai các bạn đừng đăng ký cho mình like nhé.